Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây, chính thức rồi đây. Resident Evil 4 phiên bản remake đã ra mắt. Và mình đã ngay lập tức mua game này để chơi và cùng mọi người thưởng thức nó. Trước khi bắt đầu thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Thị Ngọc Hoa đã donate cho kênh 500k. Bạn Phạm Thị Ngọc Hoa có thể nói là người tài trợ chính cho tựa game này đấy. Nhờ có bạn Phạm Thị Ngọc Hoa donate mà mình có đủ kinh phí để mua cái tựa game này. Ngoài ra cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Vít Tô Hồ cũng như bạn Minh Eric. Ba bạn này là những người đã thường xuyên donate để ủng hộ cho mình có kinh phí mua game. Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta vô game nhé. Có gì vô game nữa sao? Vô. Nhận được một cái charm là cái bùa customize cây. Để em chỉnh âm thanh như là hình ảnh chút xíu. Chỉnh xong phần âm thanh rồi. Nếu mà trong quá trình xem mọi người có thấy nhỏ quá hay to quá thì nói để mình chỉnh tiếp ha. Giờ chúng ta vô game thôi. New game. Mình nghĩ với cái độ hot của tựa game này thì chắc là bản Việt hỏa sẽ mau chóng ra mắt luôn. Lạng quạng là nhiều khi mình chưa chơi xong, phá đảo xong cái phần thêm tiếng Anh thì bản Việt hóa ra mắt cũng không biết chừng. Cho nên mình sẽ chọn độ khó này là dễ nè, trung bình, cao nè, trung bình đi. Để cho chúng ta làm quen đi. Rồi khi nào bản Việt hóa ra mắt thì chúng ta chơi chế độ hardcore luôn. Vậy ha, vô. Gì đấy? Ủa, nhớ có bật sub mà. Này nó nói ngôn ngữ gì ấy? Rồi nó hiến tế người ta kìa. Ôi, mới vô mà có cảnh ghê vậy. Này không phải là con gái tổng thống đâu. Mới vô cho con cái đòn giấm. Mình nhớ mình có bật sub rồi đấy. 30 tháng 9 năm 1998. Đó là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Người cảnh sát trong tôi đã chết ngày hôm ấy. Đêm hôm ấy thành phố Raccoon sụp đổ. Cảm ơn vũ khí sinh học được tạo bởi Umbrella đấy. Bằng cách nào đó tôi sẽ sống sót. Nhưng rất nhiều người khác không được may mắn như vậy. Để tìm câu trả lời, tôi đã tham gia vào lực lượng tuyệt mật của tổng thống, nhưng đó không phải là lựa chọn của tôi. Những cuộc huấn luyện, những nhiệm vụ trừng phạt gần như giết chết tôi, nhưng ít nhất nó giữ cho tâm trí tôi ổn định. Nếu tôi có thể quên được đêm hôm đó, nỗi đau đó, dù chỉ trong phút chốc thôi, lần này mọi thứ sẽ khác biệt. Phải như thế. Công nhận làm Lon, công nhận manly thì điển trai thì tại con gái tổng thống này. Nói tôi nghe Jan Quill, sao anh lại đến cái nơi kinh khủng này? Nói thế nào nhỉ, đi tìm một người, người đó rất quan trọng đúng không? Chính đích thân cảnh sát chủ nó ra lệnh đấy. Chà, tôi chắc là người con sẽ không tới đây đâu. Có thể là tôi đã... Nó nhanh quá, chưa kịp dịch. Có nhiều lời đồn ở đây lắm đấy. Tôi sẽ tiết lộ cho anh bí mật giữa hai chúng ta thôi. Có rất nhiều người mất tích xung quanh đây. Nhiều người mất tích hả? Chà, cũng giống như một ngày nào khác ở văn phòng đúng không? Ý tôi là tuần trước đã có một cuộc tìm kiếm những tay tay đua mất tích. Nó hiện nhanh quá, mình dịch không kịp luôn. Công nhận đồ họa đỉnh thật. Do mình không có để full setting, tôi nghĩ tới đây thôi. Đợi chút xíu nhé, tôi sẽ quay lại đây thôi.
À nhớ rồi, ông này ông đi tè à? Qué frío. Tiếng Tây Ban ¿Te has Nha. bebido el bar entero? Lạnh quá trời lạnh. Cái tội tè bậy. You smoke? Anh hút không? Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy. Đó, chưa giờ thấy, thấy biểu tượng không ổn. Sitio más tétrico. Để lần này mình coi nhóm nào. Này, ¿Hay alguien ahí? có ai ngoài đó không? Nó còn tiếng Tây Ban Nha không? Khu vực này là khu vực ở Đông Âu nhé. Không biết sao lại dùng tiếng Tây Ban Nha. Nhiều chuyện, cái thật nhiều chuyện kìa. Không lại thông báo với hai người đồng đội luôn, lo đi. Bối cảnh hơi khác so với bản cũ. He sure is taking his time. Did he fall in? Anh ta lâu thế nhỉ? Maybe you better go and take a look. Có lẽ cậu nên ra ngoài xem thử xem. Giờ biết tại sao ông kia bị bắt công cái đoạn trả lời. Tôi sẽ trông dần chiếc Wouldn't want xe. a park parking ticket. Không muốn nhận vé So sạc help đâu. me. Đấy, nguyên nhân cái ông kia ông mất tích là do ông nhiều chuyện, ông không chịu báo cho đồng đội để cover. Rồi. Chương 1. Có cái chấm giữa màn hình, công dụng của cái chấm giữa màn hình là để cho chúng ta không có bị chóng mặt. Đoạn này trong trailer có. Giờ hiểu tại sao ông kia lại bị bắt đúng không? Mọi người nếu mà muốn mình tắt cái chấm ở giữa màn hình đó thì cứ nói à, tập sau mình sẽ tắt. Nhưng mà tắt vậy thì coi nó dễ bị chụp mà dễ bị chóng mặt lắm. Sao anh ta đi xa thế nhỉ? Dựa theo dấu vết nào mà biết ông đi xa vậy? Quy một con dê. Ồ, thôi 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 thôi. Ơi, tí nữa là trúng. Mình đang chơi bằng chuột với lại tay cầm cho nên lần này sẽ bắn khá là chính xác. Có khói bốc lên chứng tỏ trong nhà này có người. Không biết lần này nó có cho chúng ta lấy thêm gì đây không? Rác rến không? Giờ đó. Phong cảnh đúng điều tàn. Giống như mấy cái chỗ mà bỏ hoang lâu năm. Không có gì để lấy hết mọi người. Cũng không cho mình mở cái vali coi có gì không. Mới vô mà. Chắc cũng không có gì để lấy đâu. Rồi em lưu rồi. Toàn là củi là củi. Anyone home? Có ai nhà không? Này trong demo chơi rồi cho nên mình sẽ đi nhanh qua đoạn này hết. Không tương tác được bất kỳ cái gì ở đây hết. Không có gì để lấy. Ui. Có lò sưởi nhưng mà nhìn vô không thấy ai hết. Rõ ràng không thấy ai trong đây hết. Rồi. Vì e để xây. Rồi, chả có gì. Lần trước mình coi cái đó rồi. Trên đó nó chỉ ghi cái ngà, ghi cái dòng chữ là ngà đêm phán xét. Đây cũng chưa đi được. Rồi. Chuẩn bị tinh thần. Đó, nó để mấy cái bẫy kìa. Bẫy bắt thú kìa. Ôi ông này giống như từ hiện ra từ trong không khí luôn á.
Mình để ý lúc vô không có thì đùng phát không hiện ra. Xin lỗi vì đã đường đột như thế này. Thế là mình biết tiếng Tây Ban Nha luôn. Tôi đang tìm một sĩ quan cảnh sát. Ông ấy có đi đường này không? Mới đi chút xíu là chết, tội nhiều chuyện chi không biết. Ôi vui. Có một cái tin vui cho mình cũng như rất nhiều người chơi khác của dòng game Rare. Ở trong phần 4 này sẽ không có những cái trường đoạn QTE, Quick Time Event nữa. Cuối cùng thì Capcom cũng đã chịu lắng nghe rồi. Lắng nghe fan, bỏ cái cơ chế QTE mắc dịch đó đi. Nếu mà cơ chế đó còn thì nãy làng bạn nó áp dụng. Cơ chế nó có cái hay mà cũng có cái dở. Lạm dụng nhiều quá nó sẽ khiến người ta bực mình. Rồi, may mắn là nó đã bỏ cơ chế đó rồi. Chỉ có cơ chế đó là khó lắm. Khó cái gì mọi người biết không? Khó để mà người chơi hoàn thành cái kiểu cái thử thách chơi từ đầu game đến cuối game không chết mạng nào nữa. Thôi, ông này tên là Mario Fernandez. Bây giờ bỏ cơ chế nó ra rồi có thể khả năng mình sẽ hoàn thành được thử thách. Nếu mà chơi ở chế độ thường. Hoàn thành thử thách đầu nào đầu từ đầu đến cuối không chết bạn nào. Đó là ở chế độ thường nha, còn những chế độ khó thì mình không dám bảo đảm. Đoạn này xong mình đi nhanh đi. Mới vô nó không cho chúng ta có gì để lấy hết. Toàn chuột. Đi nhanh cho đến đoạn gay cấn nào. À, cái tật đi nhiều chuyện chi cho chết ở đây. Mới chút xíu. Ông này ông bị vết thương ở cổ. Rồi ông kia cũng đi bắt luôn. Ông ở lại giữ xe cũng bị bắt luôn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai, vali chúng ta này. Có cái súng, 10 viên đạn, con dao. Đây là một cái bình thuốc. Bản đồ đây. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bị lạc lối, bạn có thể kiểm tra bản đồ khu vực xung quanh. Nếu mà bạn có một cái bản đồ kho báu, nó sẽ hiển thị những cái vị trí trên này. Giống như trong phần 4 thôi. Trong phần 4 cũ thôi, chúng ta có thể mua những cái bản đồ kho báu từ ông thương nhân. Và có một số bạn thắc mắc là phần này Atlay có vô dụng như trong phần trước không? Phần cũ không thì câu trả lời là không nhé. Theo như thông tin mình đọc được thì trong phần này Atlay không có thanh máu như trong phần cũ nhưng mà sẽ hữu dụng đấy. Nếu nếu mà để Atlay chúng chúng đòn quá nhiều thì nó sẽ khuỵu xuống và chúng ta phải lại đỡ giúp nó đứng lên. Không là nó sẽ gục xuống nó chết và chúng ta cũng fail luôn. Nó nhanh thiệt. Mọi thứ ngày càng tệ hơn. Mọi người thấy biểu tượng con dao ở dưới không? Nó có độ bền ấy. Chúng ta xài nhiều quá nó sẽ gãy. Học hỏi từ R2 Remake. Đem cái cơ chế đó vô cũng hay. Kìa. Đi
này đi. Ấy. Nó đi ra bên kia. Thôi mình đi đường này. Đường này lúc đầu không có đâu. Nó mới mở. Cây thuốc xanh. Ok. Nghe tiếng tụi nó lại gần rồi. Bắn nhanh, bắn nhanh. Đây không có gì để lấy hết. Ơi, đây mới thật sự là Ashley nè. Gọi cho Hunnigan. Bruce, this is Condor One. Hunnigan here, what's your story? Hunnigan đây. Tiến triển sao rồi? Con gái tổng thống. Nó vẻ như cô ấy trong ngôi làng này. Thông tin chính xác rồi ha. Làm tốt lắm. Tôi cần vị trí cùng cái hộ quần quanh đây. Cô có thể giúp được không? Rõ rồi. Để coi tôi làm được gì. Nhanh lên. Có chuyện gì đó đang xảy ra với những người ở đây. Người hỗ trợ của tôi. Tôi phải đi đây. Nói chuyện sao? Ba người, bốn người. Nó còn có 5 viên đạn làm gì được. Tự nhiên mình nghe cái vụ mà không có cái cơ chế QTE nó thấy tự tin hẳn ra, không sợ chết nhảm nhí nữa. Nó có cái quỷ cơ chế đó, nó chết ai chết bị mấy cơ chế nhảm nhí lắm. Một là bấm không kịp, hai là nhanh quá bấm nhầm. Thôi coi chừng nha, coi chừng dưới đó có bảy thú. Wow. Không có đạn. Nút E lại là ngồi xuống. Đấy rồi. Đấy, bây giờ mới cho luôn này. Có thuốc súng như vậy, chúng ta có thể tự chế đạn luôn. Customize. Ờ cái này biết rồi. Lưu game và store này là cất bớt đồ vô nè. Customize cái cây là cái vali của mình. Charm đây. Do mình đặt mua trước cho nên mình được cái vali vàng. Ồ cái màu nó khác này chứ nó đâu có bự hơn đâu. Lấy vali vàng đi. Theo biết bên trái cái này nó có cộng cái gì không? Giữa. À cộng. Cộng thêm cái bonus 30% khi mà chế đạn. Ok. Lưu game cái. Tiếp đi. Đấy trên mấy cái cây đó hay có mấy cục ngọc. Ôi. Ai, con sói, con sói bị chết bởi cái bẫy này. Và có một bạn đã từng comment là con sói này có thể là con sói mà chúng ta có thể cứu. Giống như trong phần rẻ 4 cũ á. Theo mình thì không phải đâu. Con sói nó là một trường đoạn khá hay cho nên nó sẽ không để cho con sói nó chết một cách đơn giản gì đâu. Chúng ta sẽ cứu được một con sói, mọi người yên tâm. Ở trong một cái đoạn khác. Đó không phải là con sói này đâu.
theo mình là như vậy. Nghe có tiếng người nha. Có cái thằng nó núp kìa. Núp này. Anh thấy rồi. Chỉ nữa kìa. Chỉ này. Ủa nó nhanh không? Một thằng đã gục. Có biến thân không? Không biến thân. Con thằng ở đâu cái gì? À đứng ở trên. Thằng này biến thân nè. Láo. Rồi có biến thân không? Có coi giật không? Coi giật là biến thân. Chết men không kịp xài cái chiêu kia. Chết chưa? Anh lần này anh chơi vững lắm. Rồi trên xe có gì không? Xe không có gì. Trên mấy cái cây này có gì không? Không có gì luôn. Thường trong phần 4 cũ trên cây nó hay có mấy cái tổ chim lắm. Bắn nó sẽ rớt cọc. Ui. À ha. Tí nữa là dính bẫy. Nãy giờ đi không thấy trên cây nào có cái gì hết. Lão, vậy mà cũng gán chém mình một cái. Rồi. Lũ đàn chó, cây thuốc đỏ. Chế đồ ngay, biết rồi. Số 1, số 5. Ôi, bữa chưa thấy đầu lâu kìa. Hình như bây giờ trên cây chưa có mấy cái tổ chim. Nó nếu mà có tổ chim nó phải làm cho nó sáng lên để mình dễ thấy chứ. Đây mục tiêu đây. Họ cái ông ở lại giữ xe bị thiêu sống luôn. Dân làng này bị ký sinh hết rồi. Không còn là người nữa đâu. Vì mang hình dạng con người nhưng mà thực chất không còn là một người bình thường. Ẩn bên trong cái hình hài đó là một con quái vật. Cho nên mọi người đừng có nghĩ là lo giết người vô tội nhé. Không có chuyện đó đâu. Giết bớt nữa. Lần trước mình giết con gà nó không có hiện ra cái gì hết. Trong khi bằng game cũ giết con gà nó sẽ hiện ra một cái trứng. Tranh thủ kiếm thêm thật nhiều đạn. Phần game này mấy ông kiểu mấy ông làm game á, ổng biết hết mấy cái bánh của người chơi rồi. Lần trước trong bản demo mình tính lên cái chỗ tháp chuông này mình núp được, núp chưa hết thời gian mà mấy ông tính trước. Ổng kiểu tao biết tụi bay sẽ chơi siêu đó cho nên vừa leo lên cho gãy rớt xuống chơi. Ở đây có con thằng sau lưng mình. Chết mẹ nó thấy rồi. Here we go.
Chúng ta sẽ cầm cự. Ở trong đây hình như có một cây shotgun. Ồ, nó bắt thang, cứ máy ra luôn à. Ủa, hơi khác so với bản demo ha. Đùa với mình ra. Lên lầu, lên lầu. Một ngày may mắn của mình đây. Số 3. Mình cứ má nó lên chưa? Mãi lên tới được. Nhây, phải dùng từ chiêu nhây. Chúng ta tạm thời chưa giết được nó đâu. Ủa sao chỗ nào cũng có vậy? Chạy. Ủa, bao dây kìa. Nguyên một cái làng. Thả cho em. Rồi lên đây nấp xíu. Lần này chắc chắn nó sẽ chơi chiêu sập nữa. Cái thuốc. Hút. Nó sập không? Sập luôn. Rồi, giết được một thằng ở đây. Cứu, bớ người ta. Cứu tôi với, bà con ơi. Nguyên một làng dí tôi. Gõ chuông đi. Gõ đi. Mày cứ mãi hả? Gõ chuông đi, sao lâu lần này lâu vậy? Gõ chuông đi. Cản đường, cản lối. Ấy da. Được, không nhây được. Xài máu thôi. Cây thuốc. Leo lên đây được không? Thôi. Chạy ra. Sao đường này lâu thế? Demo nó nhẹ nhàng với chúng ta phải. Còn có 9 viên đạn. Demo nó quá nhẹ nhàng với chúng ta. Ruby rù bụng gì. Gõ chuông đi. Trời. Ôi, máu đỏ luôn. Ôi. Ôi. Gõ chuông đi. Để em bơm máu cái man ơi. Ủa tôi đang chơi chế độ bình thường mà, độ khó bình thường mà. Ôi. Rồi gõ chuông rồi. Mày quá.
Gõ chuông tao vẫn bắn. Không cho mình đánh nữa. Em không đủ đạn để bắn, mình muốn diệt hết bọn này nhưng mà không đủ đạn. Xài hết hai quả lựu luôn rồi, mọi người thấy không? Hình như game mình nâng độ khó lên rồi vậy. Đợi gõ chuông không đúng mệt. Mai là có cây sọc gân đấy. Giờ mới bắt đầu đi vô từng nhà, ghé thăm từng nhà để lút đồ. Mắt đỏ hết trơn. Đặc điểm mấy người này nhìn là mắt đỏ. Nó làm mấy cái rửa rồi dao thừa lưu hộp me hết. Cay nhất nữa là cái chiêu nó tính trốn lên cái tháp không được. Mọi người đi đâu hết rồi? Công nhận mấy ông làm game này thâm thiệt chứ. Có cái chỗ trốn của người ta thôi cũng không cho. Vậy là xong chương 1 hả? Đừng nói xong chương 1 nha. Hooligan gọi. Tôi đã tìm được vị trí cái hồ rồi. Nó nằm gần một cái cối xay gió lớn. Cẩn thận nha. Nằm gần cái cối xay gió lớn. Thông tin vậy thôi hả? Tiến đến bờ hồ. Ồ, có đồ nè, hiện đồ nè. Rồi, ok. Hiện đồ thì được. Chỗ này đã đi rồi. Nhà này đã vô. Bắn hết trơn đạn luôn. Gì đâu, còn có tỏi nữa chứ. Vô nhà đối diện rồi nói nhỉ. Trong mấy nhà được. Ui. Trời ơi, đầu lâu mà nó để trong cái nồi chiếc. À ha. Ruby này bán cho thương nhân kiếm được mớ tiền đấy. Nhà gì đơn sơ gì. Đúng căn phòng. Như là hai căn nhà ở đây đã xong. Nhà này mình vô rồi nè. Nhà này vô rồi nhưng mà chưa tìm hết. Sẽ vô lại. Nãy từ nó bung rong quá mình không kiếm hết được. Sao nó không cho cơ chế chặn cửa ta? Hay là mình bỏ bớt rồi. Nhớ hồi xưa là chúng ta có thể dùng mấy cái tủ để chặn cửa. Hay là mình... À mình chưa có xài. Quán quá. Lo lên lấy cái sọt kinh. Không có chặn cửa. Nếu mà chặn cửa thì sẽ cầm cự được chút. Mà cũng chút xíu không phá cửa được à. Đinh ốc rồi chế đạn được rồi đó. Bình máu. Ok, 25 viên. Rồi lên lầu không? Cái này chặn cửa. Có một viên sọt kên. Trên giường có gì không? Ôi đạn sọt kên này. Mấy viên? 3 viên. Nóc đào là đá đen xuống thôi chứ không có gì hết. Có cái viên ngọc. Ngay cái hành lang bên đây.
Đâu ta? Đang đứng trước nó nè. Bên phải. À đây đây đây. Ấy bán đồ ấy hữu dụng gì chứ. Ôi trời. Ôi. Mai là game á, ngoài đời mà dính cái bẫy này coi như xong phim luôn. Bây giờ mới rảnh thì lút đồ. Nhìn cứ tưởng có ai đang nằm. Cũng có mở được. Không mở được. Để coi còn sót nhiều. Cái tiền ở đây có bãi resort. Nếu chấm than là gì? Tìm vô phụ à. Đây nó bảo có tiền ở đây. Hay là cái bẫy à, cái này giống là bẫy chó lắm. Bẫy nè, đang đứng trước cái bẫy đúng không? À, tiền 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 chứ ngoài bẫy. Bẫy nó không có hiển thị trên bản đồ. Vâng, game rất hay. Hiển thị kho báu rồi chứ không có hiển thị bẫy trên bản đồ. Bên này mình chưa đi nè, nhà này không vào được. Nhà này vô chưa? Vô rồi, vô rồi, vô. Mình lấy hết đồ mới đi. Nguyên tắc chơi game của mình là không được bỏ sót đồ. Cày thuốc. Nói chung game để làm map vậy nó cũng hữu dụng chứ. Để cho chúng ta không có bỏ sót đồ. Không mua rớt trứng luôn. Game chơi ăn vàng nha. Bên trái. Có cái thùng rồi sao lên được. Ấy gì như đây lên được không? Đây có căn nhà. Đoạn này nãy mình chưa đi nè. Đây nhiều đường lắm. Nhà vô sao. Đấy, hiển thị hết. Rồi, thì chế độ coi. Ship. Rồi, chế độ nào. Run gần ở mo sóc cân sale 6 viên chế rẻ sóc cân đi. Xếp cho nó gọn lại. Dầu sắp hư nó mới đau. Nhà được cái gì không? Nhảy vô luôn. Có một cái thùng không? Rồi. Rồi đi hết chưa? Hết nhá. Trong đây như còn món. Còn dấu chấm than ở đây. Chứng tỏ là có cái gì đó. Hai người mới đi được. Vậy là pha sau này chúng ta sẽ quay lại đây với con Ashley.
Có bé Adley đây chúng ta mới đi được. Rồi ok, hiểu rồi. Cái này chúng ta sẽ còn quay lại chỗ này đúng không? Ồ, người bị thiêu sống luôn. Mấy người này bệnh hoạn quá. Trong đây còn đồ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đường nào đây? Ba con đường hình như chỉ có một con đường là đi được thôi. Như là đường này vậy. Nếu mình nhớ không lầm đi đường này. Đúng rồi, đường này. Trong bản rệ cũ, rệ 4 cũ là tới đây sẽ có đoạn bị đá dí. Đá nó đè nó dí. Mà giờ bỏ rồi. Bỏ cái cơ chế QT mắc dịch đó rồi. Có xe gió đây này. Ồ, nằm gần có xe gió thay đổi môi trường luôn. Nhìn đẹp hơn hẳn. Đó là có chỗ luôn nữa này. Ôi, đừng xài dao nhiều quá hư á. Game cho luôn thì cứ luôn. Auto-sort là nó tự sắp xếp lại. Rồi, này đưa bớt vô được nè. Ok. Ơi. Bình máu chứa mà nãy bỏ dùng cách nào trời. À, có một số cái nó cho bỏ vô, có một số cái nó không cho. Này nó không cho bỏ vô. Ok, được rồi, hiểu rồi. Luôn game cái này. Ok, đi tiếp. Này cẩn thận với bảy thú nha. Đây là tới nông trại rồi. Có một bé kìa. Chúng ta có chưa chịu ám sát được không? Ám sát, ám sát, ám sát. Assassin's Creed. Ồ, cái này nó cũng hao dao ấy, chứ không phải không hao đâu. Hao đấy. Vì có biểu tượng kìa. Hao dao. Đây này. Bắn này như bắn được 7 cái nó sẽ cho chúng ta 5 cái. Trứng gà. Nó thấy rồi. Thấy thì sao? Thấy thì sao? Thấy thì sao? Mạnh như mình cần gì phải lén với lúc. Sẵn nó vô nhà này luôn đi. Lại bị kẹt. Không mở. Ồ, cái này nhìn khác cái gì? Đây, 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 đây. Đây, nhiệm vụ phụ đây. Những ghi chú về cái yêu cầu xanh này. Bạn có thể thu thập những cái ghi chú xanh này ở xung quanh khu vực này. Coi cái yêu cầu gì trong cái file menu. Này là nó nhân danh tình yêu của Chúa, ai đó làm ơn hãy thu thập những cái mề đai màu xanh
được treo xung quanh đây đi. Nhiệm vụ là phá hủy hết mấy người mề đai màu xanh khu vực nông trại. Phần thưởng là ba viên ngọc. Mình thấy được cái hai cái đây, nó hiển thị trên bản đồ, còn gì dễ hơn. Bậy quá, anh nghe tiếng rồi nhé. Lớn rồi chơi mấy chiêu này nữa. Cây thuốc vàng nâng hạng mất máu lên, ngon lành. Ấy này, hồi phun máu nâng hạng mất máu lên luôn. Ồ, thiết kế lại môi trường chơi khác hẳn, vậy mới bỏ công người ta. Sao bỏ công 60-70 đô ra người ta mua chứ. Chúng ta đang thiếu cái gì đấy, lại phải giải đố rồi. Thiếu cái bánh răng. Đi vòng vòng thì bánh răng. À ha. 2 trên 5. Chờ mình đi ra. Nó có ai leo lên không? Nghe tiếng. Kẻ thù mới. Khoan đợi em xíu anh ơi. Không được. Xài luôn. Từ từ để em đổi shotgun cái anh. Thế chết chưa lão một. Xong quá đang giỡn. Thế nào? Đi trong đây có cái gì kìa? Không có cái chìa khóa. Kim cương có chìa khóa chứ. Ở đây sao leo xuống chỗ này đây? Em leo lên có đường xuống không? Làm căng thế. Bánh răng đây rồi. Ồ, dao làm bếp, ok. Dao sắp hư. Bị chặn dao. Đường lại đây là bị chặn nè. 3 trên 5. Chúng ta đã có bánh răng thì vô đây mở bánh răng.
phải mở cổng luôn. Giải đố cũng khá là đơn giản nhỉ. Còn đường bên đây thì chưa đi. Lagon. Ồ, gắn ngọc gì được nè. Biết rồi, ok. Đạn dược nhiều lắm. Vô nhà được rồi. Qua bên đây còn gì? Ok, con dê. Lên lầu, lên lầu, lên lầu, lên lầu. Phá được ba cái bệ đài rồi. Bên đây còn gì không? Có cái mề đài nào ở đây không? Sao là hết rồi? Mình chưa phá đủ ba mề đài đâu. Nhớ là vậy mà. Nhớ trong đây còn cái nữa nè. Ồ, con này chết không tàn xét nữa. Nhà này chúng ta đã vào rồi chứ? Bị chặn. Rồi. Vô rồi mà. Mấy cái vàng vàng. À, còn sót. Giết bò có được nhiều. Nó không xin nhề. Ơi đừng đá em, đừng đá em. Mấy bò hay có chiêu giống ngựa đá hậu. Anh đứng ở ngoài thấy có cái mề đai ở đâu đây này nè. 4/5. Còn cái cuối. Cái cuối nằm ở đâu? Cái cuối nằm ở đâu? Ngay trên đây luôn. Góc bên này. Công nhận có bản đồ chơi sướng thiệt. Nằm đâu trong đây à? Thấy đường đâu mà bắn. Ở đây, giấu kỹ chưa? Không. Giấu gì mà giấu kỹ thế? Vậy là chúng ta sẽ được một cây súng free. Nếu mình nhớ không lầm là chúng ta sẽ được thêm một cây súng free khá là ngon, có gắn laser. Đây rồi, buông không? Có gì không? Như đây hết rồi. Dàn ra. Giờ sắp hư rồi, chém cho hư luôn hết.
Đoạn này nãy anh ta đi hết rồi. Rồi vậy là xong rồi. Ta đi hết rồi, chỉ còn một cái chỗ luôn cửa bị khóa để mình chưa mở. Để mình mở khóa ở đây, có cái chìa khóa bên kia. Đây có cái cửa này. Ơi, không được. Ở đây còn chỗ chưa đi. Đây. Đây chúng ta đi hết rồi. Thiếu cái chìa khóa, chắc sau này sẽ quay lại, sau này sẽ chúng ta sẽ dẫn Ashley quay lại đây. Giờ thì đi thôi. Thương nhân đâu? Thương nhân đâu? Tôi đang cần nâng cấp. Có cái gì đây? Lây là bờ hồ. Hồ đi hướng này hả? Đẩy cái này ra. Ồ, chiếu xác trâu xác bò, hôi thối quá. Bên đây có đường không? Bị kẹt. Chà, công nhận giờ làm game như thay đổi nhiều thứ quá. Mà ở đây cũng hết đường rồi. Đường cục. Đường cục rồi. Vậy là chúng ta phải đi đường kia thôi. Có một căn nhà vô được không? Không cho leo rào. Leo bờ tường thì được nhưng mà không cho leo rào mới đau chứ. Nhà này chắc để vô sau. Ai muốn vô nhà là phải đi đường này nè. Mà đường này không đi được. Ờ, đi hướng bờ hồ đó. Em lâu rồi. Cái đoạn này đi từ từ thôi. Trời, sao nó hết của thầy Ben rồi còn chứ còn còn nữa. Đinh công mạnh. Ui. Sao bảo nó quất hết hết của thầy Ben rồi mà. Cái đó cũng được tính như cái thầy event rồi, còn đâu. Hai cái thằng cỏ này. Bắn một chim mày. Ấy chà. Đào đấy. Rớt đài. Có chưa? Láo. Cái đó cũng được tính là quýt thai event rồi. Kỳ vậy. Trên đường hầm là có gì không? Phải đi đường tắt rồi. Nếu mà có ngọc thì nó sẽ phát sáng. Mình thì mình chưa thấy gì cả. Đèn pin đâu Leon? Dời 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 bắn dời coi. Dời không được, tốn đạn không được gì. Nhớ trong bản cũ là ở đây nó sẽ có mấy cái. Có mấy cái ngọc mà.
Kìa. Rồi rồi. Ném rìu không? Nổ banh sát đi. Ăn một đá đi. Chết ngay. Đồng thế. Ôi không được, không được, 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 bị bao vây, mình vậy là bị vây. Kiếm góc an toàn đó. Rồi, 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 rồi. Ôi, ôi, đau quá. Bờ máu, bờ máu, bờ máu. Còn nào nữa không? Bên. À, ai rồi tổ chim. Ui. Ây da. Ồ. Chết men. Đồng thế nhỉ. Chơi chế độ bình thường thôi mà đã vậy rồi. Độ khó không biết như thế nào. Ôi ôi. Đứng đâu quá bạn. Cảnh này nó nhìn chón quá. Khó thấy quá. Trong nhà ấy. Nhà này có ai không? Wow, wow, wow. Ơi, đừng có quăng nha, em đang trong nhà. Như là nó ngoài. Xét tập láo rồi xong nữa hả? Lên cao, lên cao, lên cao, chiếm vị trí đó. Cái này nó nấp ở đâu, nó quăng mình không thấy luôn. À rồi rồi. Không có chìa khóa. Đừng bảo thằng một thằng lợn ra nữa nha. Ai đang khóa cửa kia? À, thêm thằng đầu lợn nữa ra là thôi chứ.
Lần này nó mà ra nó sẽ cho nó ăn lựu đạn. Ra bờ sông có gì không? Có cá, cá chết. Chắc phải vô nhà rồi. À, khóa cửa. Nơi này chăng? Lua. Đúng rồi, lần này chúng ta sẽ cứu một nhân vật ở đây. Không có chìa khóa luôn. Sao nghe có tiếng mìn nó chổng vậy? Thương nhân đâu? Tôi đang cần gặp thương nhân. Ây chà, nghe tiếng rồi. Nghe tiếng rồi, đứng đây bắn. À đấy, không chơi hù nhá. Mình cũng hai người. Tiếng động gì đây? Mọi người nhớ chúng ta sẽ cứu được ai đây không? Game giờ nó thay đổi hết rồi. Cái gì đây? Ồ, nhảy xuống luôn. Liều vậy Leon. Có chỗ luôn chưa? Ôi. Cứu người là mày khác. Lui. Đau lắm mình biết không? Có vẻ như ai đó cần nói chuyện. Cậu có thấy khói không? Mình biết đấy, tôi có thể giết anh đấy. Cứu tôi ra trước đi. Không phải gã đó chứ. Ông là ai? Đứng lại. Ui, đây là gã trưởng làng đây này. Nó đừng nó hiện lên nút nha, thằng ghét nhất lắm đó. Thôi thôi, không đừng chích em. Rồi xong lo rồi. Bị nó chích con cái sinh trùng vô luôn. Xong chương 1. Rồi, xong qua đoạn này lại sẽ gặp thương nhân đấy. Sacrificial lamb. You will receive our gì vậy? Hy sinh gì vậy? Ngươi sẽ nhận lần lại được thân xác bất tử. Nó sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đấy, đấy, là chuẩn bị bấm nút rồi nè. Sao bảo lên hết QT rồi mà. Chính, chính các ông nhà phát triển nói đấy. Này, dừng lại đi. Đây, có tên không? Leon. Leon. Quiet, I beg. I'm Luis Serra. Ít nói nhỉ, tôi là Luis Serra và để đón xem. Chúng ta đã đến nhầm chỗ rồi đúng không? Hãy đừng có làm thế, anh di chuyển, tôi di chuyển. Và cái này nó không chịu nổi đâu. Tôi có thể biết anh đang nghĩ gì.
Tôi cũng đã từng thử như thế trước đây. Để tôi đoán xem anh tới đây tìm một người đúng không? Đoán thêm nữa nào. Có lẽ đó là một người mất tích. Một cô gái trẻ. Hỏi. Ngay. Được rồi. À, tôi đã nghe vài người nói về cái cô ấy rồi. Đưa cô ấy đi đâu? Ai mà biết. Nhưng sau đó tôi thấy một vài người mang theo cái túi. Dưới ai đó tới một cái nhà thờ cũ. Ôi. Đừng có quy tê nữa. Hên quá, đoạn này không có đoạn quy tê. Với trong phần cũ là nó bắt chúng ta quy tì nữa đấy. À, chúng ta chưa xong chuyện ở đây đâu. Hẹn gặp lại nhé. Cái thằng này. Bốn nạn chúng lấy đồ đạc của mình rồi. Hết trơn đồ luôn. Condor one to roost. Nghe đây. Tôi đang ở gần Baby Eagle, là cái mật danh của cô con gái tổng thống đấy. Có tin tốt hả? Tôi nghe từ một gã tôi gặp, hắn nói tên là Luisera. Tôi cần phải ra ngoài sao chết đã. Được rồi, tôi sẽ xem tôi có thể làm gì. Lần này sẽ tìm đường đến nhà thờ. Rồi. Này toàn dùng mật danh không à? Condor Out, Baby Angle. Là cái đứa bé có mắt đại bàng. Nó là mật danh để ám chỉ con gái tổng thống. Đồ nghề của mình đâu? Vẫn thoát được. Lấy hết súng ống đồ của mình. Ui. Lấy được một con dao phòng thân. Dùng dao tấn công biết rồi. Biết từ thở nào rồi giờ mới nói. Thiết kế là môi trường khác hẳn hết. Wow. Biết rồi, stealth kêu ám sát cái gì. Ơi. Kìa, đồ của mình kìa. Đằng sau nó đi qua bên kia. Nhà máy bỏ hoang. Tìm cách đi qua bên kia. Barry đỡ đòn nữa. Nếu bạn có một con dao, có thể đỡ đòn tấn công bằng cách nhấn nút Space ngay lúc kẻ thù tấn công. Xong, đỡ đòn dễ thế. Tưởng khó lắm chứ. Bọn này đông thế. Ủa rồi đồ nghề của mình. Ôi dù. Giờ 7 đi. Lại bị kẹt. Nó đi đường vòng nữa. Ủa ghê. Sapir. Nó có gắn ngọc vô được không? Đây rồi. Inlay game soon. Rồi.
Đấy, cánh hai miếng ngọc vô. Ok. Xăm mai coi. Rồi, có hai viên ngọc ok nhé. Rồi đợi chỗ mình ra đúng không? Giờ chúng ta phải chiến đấu bằng dao với tụi nó. Đấy là đồ nghề cũng gay go. Ở đây. Cố gắng stealth mà. Lão, chúng ta còn tới ba con dao đây rồi. Chết men quay nhanh 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 nhanh. Lại không có chìa khóa. Không có chìa khóa sao mở được nhiều chỗ vậy ta? Đừng nói lục soát mấy này, nhưng mà nếu mà nó rớt rớt chìa khóa là nó phải hiện lên. Ý, thương nhân kìa. Ra ngoài đây nào, người lạ. Ai vậy nhỉ? Ra thì ra. Có muốn mua gì không? Đạn súng nhắm. Ok thôi, tập này tới đây được rồi ha. Thấy cũng khá là dài rồi. Tập sau chúng ta sẽ mua đồ nâng cấp chút xíu và đi tiếp. Tập đầu chơi tới đây thôi. Đấy, chơi dài quá nó cũng không hay. Nếu mọi người thấy thích video thì hãy nhớ like, share cũng như nhấn nút đăng ký kênh để mình có động lực ra video thường xuyên nhé. Vậy nha, hẹn gặp lại trong tập tiếp theo sớm nhất có thể. Bye bye.